Ngân bắt đầu cảm thấy tội lỗi và hãy yêu thương chính bản thân của mình. Ngay trước anh chị ha, là ngày xưa thì Lan cũng có làm những cái việc anh chị, mà khi mà nghĩ lại anh chị, Lan thấy là trách móc bản thân của mình, rồi là đổ lỗi bản thân của mình, tại sao lại làm như vậy, tại sao lại làm thế kia, và sau đó Lan không hạnh phúc anh chị. Và khi mà Lan không hạnh phúc á, Lan cũng truyền những cái năng lượng không hạnh phúc qua con của mình, qua chồng của mình, qua những người thân yêu của mình, và càng ngày mình cảm thấy là cuộc sống nó càng tẻ nhạt, và mình cảm thấy là không có cái lối thoát cho mình luôn anh chị. Và khi mà Lan học được một cái kiến thức rất là tuyệt vời từ người thầy của Lan, đó chính là thầy Lan nói rằng nếu như mà Lan không biết yêu thương bản thân của mình thì Lan sẽ chẳng cho ai được cái điều đó cả. Và bắt đầu Lan yêu thương bản thân của mình nhiều hơn anh chị. Lan bắt đầu yêu đôi mắt của mình, yêu trái tim của mình, yêu đôi tay của mình, yêu đôi chân của mình, và yêu tất cả những gì trên cơ thể của mình. Và Lan bắt đầu cảm thấy là mọi người xung quanh thay đổi anh chị. Lúc đó Lan thu hút những cái mối quan hệ tốt hơn. Bắt đầu Lan biết cái cách mà nói những lời tốt đẹp với chồng mình, với các con của mình, với những người thân yêu của mình. Và bắt đầu những cái người xung quanh của Lan nó cũng cảm thấy hạnh phúc hơn khi mà ở gần Lan. Một cái điều anh chị, tại vì sao ạ? Tại vì ở ngày hôm nay thì anh chị đã rất là trưởng thành rồi. Và anh chị có thể nhìn về quá khứ, anh chị cảm thấy là tội lỗi hay là những cái điều mà bản thân của mình đã làm không có đúng. Nhưng mà anh chị thật sự á, nếu như mà cho bản thân của mình quay lại cái thời điểm đó, thì anh chị cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Tại vì với tư duy đó, suy nghĩ đó, gọi là cái trí tuệ đó, thì chúng ta chẳng đã làm tốt nhất có thể rồi anh chị. Chúng ta không thể làm tốt hơn được nữa. Cho nên là hãy yêu thương con người đó. Và cái cách tốt nhất yêu thương cái con người đó anh chị, đó chính là chúng ta ngay bây giờ hãy liên tục phát triển bản thân của mình lên, để mình hãy làm những cái điều tuyệt vời nhất có thể, trao đi những cái giá trị tốt nhất có thể, để mà anh chị cảm thấy rằng là bản thân của mình có một cái cuộc sống của mình rất là ý nghĩa, và mình có thể là tạo ra được một cái giá trị gì đó cho cuộc đời của mình. Và khi mà anh chị yêu thương chính bản thân của mình thì anh chị sẽ cảm thấy rằng là cả thế giới sẽ yêu thương anh chị, và lúc này anh chị sẽ là một nguồn ánh sáng, anh chị sẽ là mặt trời, và anh chị sẽ chiếu sáng cho những người xung quanh, và họ cũng sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được ở bên cạnh anh chị. Và nếu như mà anh chị nào chưa có cái môi trường để mà có thể là rèn luyện được cái những cái điều tích cực, những cái điều tình yêu thương, những cái điều biết ơn mỗi ngày, thì anh chị có thể là nhấn vào cái link nhóm Zavata để có thể là rèn luyện trở thành một con người hạnh phúc, trở thành một con người nhân lễ nghĩa chí tín, tạo ra nhiều điều giá trị cho cuộc đời này cùng với Lan nhé. Lan xin chào, chúc cho anh chị có một cuộc sống thật là hạnh phúc trọn vẹn nhé.